Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Hôm nay lại làm một cái video để giới thiệu cho các bạn về một cái cây giống mới của trung tâm cây giống của chúng tôi. Thì các bạn đang nhìn trên tay tôi đây là một cây dược liệu. Và cây này hầu như chúng ta tận dụng tất cả những cái thành phần như lá và thân cây, trừ hoa và quả thì chúng ta lấy hạt để chúng ta nhân giống thì chúng ta không sử dụng. Và đây là cây dược liệu các bạn đang nhìn trên tay tôi cầm. Cái cây này là cây cà gai leo và có chiều cao trung bình là 30 cm, có những cây là cao hơn. Thì các bạn đang nhìn cái cây này sức sống thì đang rất mãnh liệt, rễ rất là nhiều đó. Cái cây này được nhân giống trồng trực tiếp tại trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi. Thì các bạn nhìn là cây này thì đặc trưng đặc thù của nó thì là nó gọi là cây cà gai leo, bởi vì cây là cây họ thân leo, và từ thân đến lá ngọn tất cả các bộ phận của nó đều có gai, trừ rễ là không có gai thôi. Đó, và cái cây này thì được gieo hạt 100% từ trung tâm cây giống Tam Đảo. Các bạn nhìn trên tay tôi đây này, những cái cây này đang phát triển rất tốt. Đó. Thì các bạn nhìn, hàng năm thì chúng tôi, các kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi thì gieo và nhân giống hàng chục vạn cây cà gai leo và xuất ra bên ngoài thị trường, cũng như các cây dược liệu khác. Mỗi một video chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một loại cây giống dược liệu khác nhau. Đó, để cho các bạn phân biệt cụ thể và rõ ràng về từng dòng, từng giống cây khác nhau, để các bạn có thể hiểu được về từng dòng giống cây dược liệu. Thì hôm nay mũi nhọn chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cái cây dược liệu là cây cà gai leo này, để những khách hàng có nhu cầu hoặc đang có dự án muốn mua cây giống cà gai leo trực tiếp từ trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi thì xin vui lòng kính mời các bạn gọi điện trực tiếp theo số điện thoại 0798 414 414 để được tư vấn cụ thể và được các kỹ sư nông nghiệp tư vấn về cái cách trồng, cách chăm sóc sâu bệnh và cung cấp cây giống cho các bạn, để các bạn có thể trồng và làm dự án những cái cây giống hoặc là trồng tại nhà để làm dược liệu. Đó, thì các bạn nhìn ở xung quanh tôi là quy mô trồng rất là nhiều. Để mua cây giống chuẩn nhất thì các bạn nên gọi điện thoại đến cái số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc add Zalo thì sẽ có các kỹ sư nông nghiệp tư vấn và gửi hình ảnh cũng như là gửi các bạn kỹ thuật chăm sóc cây cho khách hàng, để khách hàng có thể hiểu thêm về cái kỹ thuật trồng cây giống cà gai leo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.